Thế mày có nhà ai không vậy? Mãi ở Đào Vương, mãi ở Bắc Giang, ở đây đâu. À, em tưởng đấy là từ Bắc Giang, về Bắc Giang qua từ bên quan ra để chào các ông chú đi. Ông thay rồi mà. Dạ đủ, đừng một lần được tập một phút thì ông phải tay hết rồi. Mời em ngủ chưa, chúng ta để qua thì nó khó này. Nó xây cái nhà ở chỗ khu đường 55 mét này. Thank you.